Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sản phẩm nữa là giường ngủ hoàng gia. Chiếc giường ngủ hoàng gia này chúng tôi làm 100% bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi, đang được chúng tôi mệnh danh là chiếc giường độc nhất vô nhị đây. Vì sao tôi nói là độc nhất vô nhị? Vì chiếc giường này mang thông số kích thước rất là khủng các bạn. Chiếc giường này có kích thước là 2m nhân với 2m2. Toàn bộ phần vai là chúng tôi làm 36 phân và dày 6 phân. Giát giường là chúng tôi làm giát nan to. Đốc thấp là chúng tôi làm dày 10 phân. Kích thước của giường là 2m nhân 2m2. Đã được chúng tôi đục chạm hoa lan tây rất là đẹp. Chiếc giường này đang được đánh giá là dành cho các đại gia. Vì là chúng tôi làm những chiếc giường kích thước khủng như này thì giá thành nó cũng rất là cao. Đây, toàn bộ phần giát là chúng tôi làm giát nan to này. Chiều cao từ dưới đất lên đốc cao nhất là cao 1m67. Còn cao hết phần đốc thấp là cao 81. Chúng tôi quay lại gần phần đốc cao cho quý vị xem này. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong các clip trước thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều mẫu giường cho các bạn tham khảo rồi. Ví dụ như giường chữ X, hay là giường Louis Hoa Hồng, hay là giường vòm Trám Mai. Bên cạnh chiếc giường hoàng gia đây đang là chiếc giường chữ X gỗ hương đá đây. Thì thông số của nó thì thấp hơn nhiều so với chiếc giường hoàng gia. Đó là chiếc giường phổ thông. Còn chiếc giường hoàng gia này chúng tôi gọi là giường đặc biệt, hay còn gọi là giường khủng. Rất dày. Có thể nói là chiếc giường siêu dày. Toàn bộ chân chúng tôi làm chân cong này. Phần đốc cao là chúng tôi đã làm cách điệu đi rất là nhiều, thì quý vị có thể xem được so với các mẫu giường của các cơ sở đồ gỗ khác làm hàng trên thị trường. Đây, toàn bộ phần vai là chúng tôi làm dày 6 phân và to 36 phân. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật những video mới nhất mà cơ sở đưa lên. Trung bình một ngày chúng tôi tải từ 2 đến 4 video thì quý vị có thể tiện theo dõi được. Chiếc giường hoàng gia này đang là mẫu giường được chúng tôi đánh giá là sang trọng bậc nhất hiện nay đây. Cao to dài rộng. Và cùng chiêm ngưỡng một lần nữa lại chiếc giường này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.